Ngày hôm nay 26 tháng 10, Công an ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an ở huyện Mê Linh triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp 38 xe máy tại các nhà trọ. Điều đáng nói là các đối tượng trộm cắp tuổi đời còn khá trẻ, nhưng chỉ mất không quá 2 phút, chúng đã có thể phá được khóa xe và ung dung nổ máy phóng đi. Hai đối tượng là Lê Văn Công sinh năm 1988 cùng với Phạm Trung Kiên sinh năm 1990, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa, bị bắt khi đang có hành vi trộm cắp xe máy tại một nhà trọ thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tại cơ quan công an thì Kiên và Trung khai nhận do không có nghề nghiệp nên cả hai thường đi xe máy, đeo khẩu trang kín mặt rồi lảng vảng tại các khu nhà trọ. Chọn thời điểm từ 1:30 đến 4:30 đêm, khi chủ nhà cùng với người thuê trọ ngủ say, chúng dùng kìm thủy lực để vô hiệu hóa tất cả các loại khóa, rồi ung dung dắt xe ra ngoài. Và cũng theo các đối tượng thì chỉ cần không quá 2 phút là chúng có thể mở được tất cả các loại khóa, kể cả khóa chữ U, loại khóa được đánh giá là an toàn nhất hiện nay. Tuy nhiên các đối tượng này chỉ trộm các dòng xe mang thương hiệu Honda vì dễ tiêu thụ. Kiên và Công đã thực hiện thành công 16 vụ ăn trộm, lấy được 38 xe máy. Tổng giá trị tài sản mà ba đối tượng bán được trị giá khoảng 600 triệu đồng.